bông. Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì nhóm phụ nữ miền Tây đại diện cho anh Mạnh Thường Quân xin được phép giấu tên ở Paris, hỗ trợ chi phí ăn uống sinh hoạt và trong học tập cho bé Trăng mỗi tháng. Xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn vào cùng thăm gia đình nha. Bà mới tới. Chào Trăng nha. Ủa, hôm nay nhà có em bé à? Ngồi xuống đi. Dạ. Qua đây đi. Để hỏi con gần em bé đỡ hơi cái nó khó nó khóc. Dạ. Vậy con qua đây. Dạ, mình tắt quạt đi bà. Mình tắt quạt đi. Hôm nay Trân có đi. Dạ. Xích qua con đi, xích qua con này. Ngang ngang xích qua bên chị đây nè. Dạ. Thiên ơi qua chị đi. Hôm nay thì sức khỏe cũng tốt hả cô? Dạ. Khỏe cũng khỏe. Dạ. Nhà giữ cháu đó, bây giờ giao giữ thằng mã gì cảnh làm. Dạ. Con của chị hai bé Trân. Lần đầu tiên chị mới được biết. Hôm nay thì trong năm học mới đó, thì Trân học như thế nào rồi con? Dạ, học cũng có tiến bộ xíu. Tiến bộ xíu ha. Năm nay thì mình có khả năng là mình được giấy khen không nè? Hả? Thì bắt đầu năm học mới thì gặp lại bạn bè rồi Trân có vui không? Dạ vui. Có làm quen được với bạn trong lớp chưa? Dạ có. Lên lớp mới thì mình chắc có lẽ là mình sẽ thay đổi là các em học sinh cùng với nhau phải không? Vậy là năm nay thì mình học chung bao nhiêu bạn mới, Trân có biết không? Dạ biết chừng 2-3 lớp. Hả? Nhiều vậy đó hả? Dạ. Thay đổi luôn cả lớp. Thì bắt đầu lại là mấy cái chương trình dạy đồ này kia, toán đồ này kia em có theo kịp không? Dạ có. Học cũng tốt ha, tiếp thu cũng tốt ha. Trân có hỏi, Trân có muốn hỏi gì với Trân không? Nè, xích cho chị nè. Là chị Trúc đi, gần gũi với chị đi. Rồi dạ này chị hai có còn hay dạy em học nữa không? Dạ không, cỡ này chị hai lo đi làm. Đi làm rồi buông chị hai ra thì em có tiếp thu được không? Hay là có khó khăn nào trong cái vấn đề mà giáo viên dạy mà em không hiểu không? Dạ có, em cũng có tiếp thu. Rồi có cái môn nào mà em cảm thấy là mình khó hay là làm sao không? Dạ có môn tiếng Anh hơi khó xíu. Tiếng Anh thì hơi khó xíu mà cố gắng. Và dạo này có còn đi lượm mấy cái mày rồi, nghỉ rồi, mắc giữ mày rồi cái không có đi được nữa rồi. Mình giữ mắc giữ nữa. Giữ tối ngày luôn, giữ đêm với ngày luôn đó. Giữ gì đó rồi sao đi. Chứ lúc trước mà ông thằng Tại chảnh mà mấy năm gì trước em là tôi lụm là một ngày là 3 cử đó. Xe đông dữ dằn thấy không? Tôi lụm là 3 cử đó. Là lụm một ngày đó là cái bao bự đó em. Một ngày là một bao bự đó. Giấy đồ cũng nhiều lắm. Vậy đó, nhờ vậy đó, bên luôn Trăng mới nổi. Rồi bây giờ thì Trân nó cũng có được cái chú Mạnh Thường Quân đó và hỗ trợ cho cái việc học rồi thì bà cũng có đỡ ra được một nào. Đỡ ra là được một chút rồi, nhẹ nhõm được một chút. Không biết nói làm sao vậy, cũng cảm ơn. Chứ lo cũng nặng nề lắm à. Tôi lo cho nó là cho gán là lớp 9 đó. Gán lo nó lớp 9 này giờ có cái này rồi là tôi cũng hơi nhẹ hơn một chút. Vậy là nếu mà có cái này thì chắc là tới lớp 12. Nếu mà học giỏi thì được 12. Sợ nó học không được nổi thì nè, rồi đây góp rồi là nghỉ luôn. Bây giờ con thì theo ý của con thì con chỉ góp ý với bà một chút xíu thôi. Bây giờ nếu mà các cô chú Mạnh Thường Quân đã quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ về việc ăn uống sinh hoạt và chi phí trong học tập rồi thì con nghĩ là cái lớp của Trân thì không có tốn kém quá nhiều về phần học phí. Thì giống như là Trân có thể là em yếu môn nào thì bây giờ cũng có thầy cô giáo dạy thêm bên ngoài thì mình có thể là nhín thời gian. Mà đi hỏi bạn mà đi học thêm 2 môn đó. Hiện tại thì Trân yếu môn nào? Dạ có yếu môn tiếng Anh. Môn tiếng Anh thì tiếng Anh theo như chị biết là cũng có giáo viên để dạy thêm. Bồi dưỡng thêm tiếng Anh ở ngoài. Thì cái họ học hỏi, kêu nó hỏi học là từ ở trên Lộ Tẻ xuống đây mà không lẽ không có ông thầy nào sao? Dạ, không, con nhớ gần đây là trường Nguyễn Bỉnh Khiêm thì cũng có giáo viên dạy tiếng Anh gần đây. Thì bà chịu khó, bà tranh thủ thời gian đi ra trường hỏi. Nếu mà có gần nhà dạy thì bà nên là để cho Trân đi học từ giai đoạn này. Tại vì bắt đầu từ lớp này thì mình rất là cần về tiếng Anh để mắc căn bản thì không hay lắm. Đó thì bởi vì tôi kêu nó phải đi hỏi nè với con vợ được ngoài này mà nó dạy tới lớp 12 gì đó, lớp 10, lớp 12 vậy đó, lớp 8 thì không có dạy. Dạ. Đó vậy đó. Thì con hy vọng đằng sau, tháng sau thì con với Ngân xuống thì hy vọng là Trân đã được đi học tiếng Anh nha. Thì cố gắng. Nó phải học luôn lúc trước rồi. Nói với chị hai nó về trển nó nhỏ thứ hai đó, hỏi thầy nào đó rồi không có dạy đó. Rồi bây giờ Ngầm ơi, tôi kêu Ngầm ơi đi học rồi ghé rồi hỏi coi ai có dạy cứ việc học với lên trường đó, hỏi cô bà cô lớp chủ nhiệm đó, hỏi coi có ai dạy không, đặng mình học hai, nó thiếu hai môn đó, kêu nó học đó. Đó. Tại bây giờ là thứ nhất là Trân giờ không còn đi bán phụ tiếp bà nữa rồi, là mình dành toàn thời gian rất là nhiều. Thì để mà con đền đáp lại cái sự quan tâm và yêu thương của các cô chú là bản thân Trân á, là phải tự cố gắng học thật là giỏi nè. Đó. Rồi như vậy là tốt đó. Sau này thì em có một cái tương lai thì giúp lại cho mọi người nữa, đúng không? Thì hôm nay thì con với Ngân đến thì cũng đại diện Mạnh Thường Quân. Thì ở đây thì anh cũng xin được phép giấu tên ở Paris. Thì con gửi chi phí hàng tháng cho Trân ăn uống sinh hoạt và trong việc học tập. Thì hôm nay thì có bà với lại Trân ở nhà thì con với lại em Ngân sẽ trao cho bà luôn nha. Nó dính. Rồi bà dở cái xem nha. Bà mở xem giùm con nha. Thì để gì cũng biết chứ cái gì. Dạ bà giúp bà con mở xem con để phải trao tặng tay bà. Quên. Quên. Bà đếm hộ giùm con nha. Dạ bà mở ra bà đếm bao nhiêu tiền giùm con nha. Bao nhiêu vậy bà? 2 triệu 4. Dạ đúng rồi. Thì anh gửi về cho em Trân là 2 triệu 4. Dạ. Thì bà có đôi lời gửi đến anh Mạnh Thường Quân giấu tên không bà? Gửi chú cảm ơn giúp đỡ cho cháu tôi học hành ở nơi đến chốn rồi tôi không biết nói làm sao vậy. Bà có thể là gửi chút sức khỏe đến anh là được. Sức khỏe chú mạnh giỏi nhẹ nhàng đặng mà giúp đỡ cho mấy đứa nó cũng khổ gì nè, nhiều hơn chút nữa. Trân đi con, chúc sức khỏe chú. Con cảm ơn chú và con sẽ hứa là sẽ chăm chỉ học hành. Con có muốn nói gì về chú không? Dạ chú sức khỏe dồi dào. Thì em cũng xin đại diện cho gia đình của em Trân thì cũng xin chúc anh Mạnh Thường Quân giấu tên luôn luôn có nhiều sức khỏe và luôn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Chào anh.